Bạch thầy ạ, con có câu hỏi này. Có phải là cái vạn sự mà mình đang sống ấy đều là một cái chuỗi vận hành của nhân quả không? Và nếu là thế thì có phải trong hành thiền thì mình khi đi thất niệm, khi đi chánh niệm thì đó là nhân quả, hay là đó là do sự có cái sự can thiệp của cái bản ngã này không, hay là tất cả là đang tự vận hành theo một chuỗi? Cái nó có hai trường hợp trong chúng ta đó, là nó có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp đó là sự vận hành của pháp, tức là sự vận hành tự nhiên. Ví dụ như một đứa trẻ lớn lên, nó có một cái quy trình lớn lên nhất định nào đó, hay là một cái ô cái xoài chẳng hạn, khi mình gieo mình trồng thì nó sẽ có một cái quy trình nhất định nào đó để nó lớn lên bao nhiêu năm thì nó có trái, và là cái đó là một cái quy trình luật vận hành tự nhiên. Mà tất cả những định luật vận hành tự nhiên thì đều là hoàn hảo. Thì có trường hợp thứ hai, đó là sự can thiệp của bạn ngã, tức là mình từ có cái ảo tưởng là tạo ra một cái chủ quan. Một cái chủ quan này là cũng do nhận thức và hành vi, từ cái nhận thức sai lầm và hành vi xấu tạo ra một cái kinh nghiệm hay là của một người, kinh nghiệm hay là kiến thức của một người. Từ cái kinh nghiệm và kiến thức đó của một người riêng đó, cái bên là tạo thành một cái ảo tưởng về bản ngã. Đơn giản là thế này thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái bình hoa này, thì có người thì nói là bình hoa đẹp quá, có người thì mình nói là bình hoa xấu xấu, thì người thì nói đẹp, người thì nói xấu. Cho nên đó, nó sinh ra là có hai cái nội dung nhận thức và hành vi khác nhau. Và từ những cái nhận thức và hành vi của mỗi người đó, trong mỗi ngày người này cứ tập thành cái nhận thức và hành vi, tập thành cái nhận thức và hành vi khác. Người kia thì là tập thành cái nhận thức và hành vi khác. Cho nên hai người dần dần đó, người ta nói là trong một nhóm, người ta nói là tính tương cần, tập tương viện, tức là bản chất của một người đó thì là giống nhau, mà cái bản chất này á, cái tính này á, thì nó lại là cái sự vận hành tự nhiên của pháp. Còn cái tập á, tức là cái tiếp cận của mỗi người, cái nhận thức và hành vi của mỗi người trên cái đối tượng mà mình sống, cho nên tạo ra một con người riêng. Và từ cái chỗ mà riêng biệt đó, hình thành cái ảo tưởng về bản ngã, đó là tôi thế này, tôi thế kia, cái này là tôi, cái này của tôi gì đó, hình thành cái ảo tưởng đó. Và bây giờ nếu là cái hành động xuất phát từ cái ảo tưởng đó thì nó sẽ tạo ra một cái khác, tức là bên kia đấy, quý vị nhớ bên kia là thuộc về cái định luật vận hành đó của pháp đó, là theo luật nhân quả. Nhưng bây giờ khi mà đưa vào cái chủ quan của chúng ta vào rồi á, cái chủ quan của bạn ngã vào rồi á, thì lúc đó nó cái nhân quả đó nó biến thành là nghiệp báo. Cái nghiệp báo là riêng của một người, còn cái nhân quả là cái chung của muôn loài. Hai cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó lại cùng một định luật nhân quả như nhau. Nhưng mà một bên đó là sự vận hành tự nhiên của pháp, còn một bên đó là do ý chí của bản ngã tạo ra. Cho nên trong người mình nó có hai cái như vậy. Cái mà vận hành tự nhiên của pháp đó, thì không đưa đến đau khổ, không đưa đến trường nào khổ đau. Cho nên người nào mà tinh tấn chánh niệm tự giác thì trở về rõ biết được cái nguyên lý vận hành của pháp, thì cái người đó gọi là người giác ngộ. Còn cái người cứ chạy theo cái bản ngã tham sân si của mình thì cứ tạo ra cái nghiệp nhân này rồi gặp lấy cái nghiệp quả kia, cứ như vậy mà nó trở thành
thay vì nhân quả tự nhiên thì bây giờ là trở thành nhân quả của nghiệp báo, tức là nhân quả của nghiệp báo của riêng của mỗi người, nó gọi là nghiệp nghiệp, tức là cái nghiệp riêng của mỗi người. Mà cái đó, nội dung của cái nghiệp đó chính là nhận thức và hành vi của mỗi người. Mình rất thường hay hiểu sai cái tự nghiệp, mình cho đôi lúc mình hiểu tự nghiệp như là định mệnh của gì đó. Tại cái nghiệp của tôi như vậy, cái nghiệp của tôi như thế. Nhưng mà một em học sinh học dở rồi nói tại nghiệp của em học dở, thực ra là do em không chịu lắng nghe giảng bài, không chịu học bài, không chịu làm bài. Chứ không phải là đó, cái không chịu làm bài đó chính là nghiệp của em. Cái nghiệp là vậy đó, tức là cái nhận thức và hành vi của em như vậy thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả như vậy. Nên hai cái này đó mình phải tách biệt ra nhau. Trong cái sự giác ngộ đó thì chúng ta để ý như thế này. Đầu tiên là chúng ta loại dần ra những cái nghiệp do tu quan của bản ngã tạo ra để trả lại cho đúng với cái sự vận hành của pháp. Cho nên mới gọi là tùy duyên quần pháp vô ngã vị tha. Tức là trong một trường hợp mà chúng ta sống, chúng ta phải thuận theo cái duyên đó để mà thấy ra được sự thật, gọi là tùy duyên quần pháp. Và bớt cái ngã đi để mình sống hài hòa, mình sống tương giao với mọi người. Cho nên cái người mà giác ngộ luôn là họ có một tâm hồn rất là rộng lớn. Trong đó thì rõ ràng là mình phải quan sát để thấy ra cái chủ quan của bạn ngã đưa đến phiền não đau như thế nào để mình điều chỉnh lại để cho nó đúng với sự vận hành của pháp. Mà trong đó luôn luôn là có hai mặt như vậy, trong con người này. Có một cách nói khác, đó là hai mặt đó là một mặt là chân đế, một mặt là thực đế. Thực đế là do thế gian tạo ra, còn chân đế là cái sự thật, nó cũng muốn đời nó như vậy. Nên phải nhận ra điều đó để mình mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình được. Rồi xin cô Hoàng Cát. Dạ, cho các con được cảm ơn câu hỏi của Phật tử, và đặc biệt là cảm ơn phần trả lời của Trần Lão Hòa Thượng. Và quý Phật tử nào có muốn hỏi thì xin mời quý Phật tử chúng ta cố gắng giơ tay lên để ban tổ chức chúng con biết và di chuyển về đấy để đưa micro. Xin mời quý Phật tử chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch đại chúng. Vừa rồi Hòa Thượng nói sự vận hành của pháp, thì có một hỏi Hòa Thượng là sự vận hành của pháp thì theo tự nhiên thì cái pháp đó túc đế hay là chân đế ạ? Theo tự nhiên đó là chân đế. Dạ. Còn cái nào mà do bản ngã mình tạo ra hay là do con người mình tạo ra thì cái đó mới là tục đế. Em xin tiên Hòa Thượng ạ, con xin hỏi thêm một câu là thường thường tâm Phật thì là tại vì tức là Phật, Phật tức là tâm, cái cái cảm thọ và gió gì, gió tâm biển hiền thì thả tức là gì ạ? Pháp thì nó nhiều thứ lắm, tức là tất cả mọi hiện tượng trong đời sống, dù là hiện tượng về vật lý, sinh học hay là tâm lý thì đều gọi là pháp cả. Và bản chất của mọi hiện tượng cũng là pháp luôn, tức là nói chung là pháp là cái gì mà có tánh tướng thể dụng thì đều gọi là pháp. Cái pháp là
Cho nên mình nói là thường mình có dùng cái từ là tàn pháp. Tàn pháp tức là pháp vàng, tức là vô pháp vô thì vàng đấy là nói từ đây thôi. Chứ còn vàng có nghĩa là nhiều vô số. Nhưng mà trong đó có hai cái chính, là một cái là xuất phát từ vật lý, một cái là về tâm lý, và cái kết hợp giữa tâm lý và vật lý đó thì nó thành ra là sinh lý, là ba cái. Cho nên khi một cái tất cả mọi cái hoạt động, mọi cái hiện tượng, ví dụ như mình nội sân lên hay là mình thích, mình ghét gì đó, tất cả những cái hiện tượng đó gọi là một tiến trình tâm. Thì một cái tiến trình tâm mà khởi lên như vậy á, nói cho chính xác á, là phải nói là tiến trình tâm sinh vật lý. Nếu mà cái tiến trình, ví dụ như mắt, mình thấy sắc, đó là thuộc về vật lý. Mắt là vật lý, sắc là vật lý. Nhưng mà mắt á, thì bây giờ nó là thuộc về sinh lý. Nếu mà con mắt không á là vật lý, nhưng mà con mắt nó có thể thấy được thì lúc đó nó là thuộc về sinh học rồi. Nó là vì nó kết hợp với tâm, cho nên khi mắt thấy sắc thì có cái thấy đó. Do đó mình thấy rằng là đó là một tiến trình gồm có vật lý, sinh lý và tâm lý, cho nên gọi là tiến trình tâm sinh vật lý. Thì con thế sao? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Đức Hòa Thượng Tôn Sư. Xin Ngài cho con hỏi một câu. Tức là khi con nghe Hòa Thượng giảng, thì Hòa Thượng có dạy chúng con là thường tụi con tin chân lý, nhưng là cái tin ở ngoài mà không được quay lại nơi chứng minh. Thế thì con xin thưa Hòa Thượng dạy cho chúng con là cái chân lý ở nơi chúng con đó, nhờ chân lý ấy, tức là lý chân thực ấy, chúng con thấy được gì mà chúng thấy được gì thực tại ở trong tất cả các pháp, mà để rồi khi đối với khổ tâm chúng con không đồng, tức là được giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái này đó thì bên thiền Vipassana đó thì gọi là tinh tấn chánh niệm chánh giác. Tức là khi mình tất cả những hoạt động của mình đó, thì nó gồm có là bốn cái lĩnh vực. Tức là hoạt động của thân, hoạt động của những cảm giác, cảm xúc, hoạt động của tâm, tức là những cái trạng thái là thái độ của tâm, và sự tương giao với mối quan hệ giữa căn và trần. Trong mối quan hệ đó là có điều gì che lấp trói buộc hay là không che lấp trói buộc, cái đó là có toàn bộ cái sinh hoạt của đời sống con người. Thì bây giờ cái mục đích của đạo Phật là chỉ dạy cho mình soi sáng lại cái hoạt động đó, soi sáng lại cái hoạt động ở nơi thân, ở nơi cảm giác, cảm xúc, ở nơi trạng thái hay là thái độ tâm, hay là trong cái sự tương giao giữa mình với là vật người hay là vật xung quanh. Thì qua đó là mình nghiêm túc trọn vẹn tỉnh thức, hay là nói theo thiền tông thì gọi là liệu thường tri, tức là thường rõ biết. Mà cái tâm của mình đó vốn là nó thường rõ biết. Cái tâm của Đức Phật này dạy là cái tâm vốn là cái Vipassana Thiết Tác, tức là một cái tâm rất là sáng, rất là rõ ràng. Nếu mà mình cũng bị cái gì che lấp trói buộc hết thì mình sẽ thấy nghe được ném rất là rõ ràng. Khi nào mà quý vị mà tâm mà hoàn toàn bình thản
thì quý vị thấy nghe người đến tâm đều yên, thân tịnh trong sáng, thì không có một chút hình không đau khổ nào hết, chỉ có an lạc hạnh phúc thôi, không có đau khổ nào cả. Thì do vậy đó mà Đức Phật ngài dạy là mình phải thường soi sáng lại, mà cái soi sáng đó lại là cái tâm đó là có cái đức tính của cái tâm đó là biết, nó là vốn là cái tâm có nghĩa là biết, cái vật cái nó không biết, nhưng mà cái tâm thì biết. Cho nên đó thì lấy cái tâm để mà soi sáng lại cái tất cả mọi cái hoạt động của đời sống, thì đó là cái cách để giúp cho mình thấy đúng sự vật đúng như nó là, thấy các pháp đúng như nó là, tức là giác ngộ được cái nguyên lý vận hành của pháp. Mà nói như vậy, trong con người mình đó là tất cả mọi cái vận hành trong con người mình đều là vận hành của pháp, nhưng mà mình lại cứ thầy có nói cái bản ngã đó là nó có ba cái yếu tố rất là dễ biết. Yếu tố thứ nhất đó, là cướp công pháp, tức là trong cơ thể của mình nó là tim phổi gì nó cũng tự làm việc hết. Rõ ràng là khi mình nằm ngủ thì nó còn làm việc tốt hơn là khi mình thức nữa, tại vì mình thức mình xem chu quang vào cho nên đó nó sai đi. Thế còn đó, nếu mà khi nằm ngủ cho nên là các bác sĩ đó, người ta khuyên là khi mà mình đó, là mình nên ngủ thôi, ngủ là càng tốt. Thầy là không biết trong tự nhiên là thầy là khi nào người mà tự nhiên là khi ngủ, một khi ngủ là bên trong nó sẽ tự động điều chỉnh, bởi vì trong cơ người mình nó có một cái nguyên lý gọi là tự lực nội sinh, tức là bên trong nó có một cái tự lực điều chỉnh, cái pháp người ta gọi là sinh vật kích thích, là nó có cái khả năng tự điều chỉnh ở bên trong. Nhưng mà vì mình đó, một ngày mình tham lam sân hận si mê cho nên mình lôi kéo làm cho cái bộ máy mà nó vận hành đó nó bị trục trặc, nó sinh ra bệnh. Nên thật ra đó là cái cơ thể của mình nó vận hành rất là chính xác, thì cái hoạt động đó là cái hoạt động của cái thực tánh pháp, hay là cái hoạt động của cái theo cái nguyên lý vận hành của pháp. Hồi nãy thầy có nói đó, tức là có một cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động của bản ngã. Và chính cái hoạt động của bản ngã này ấy, đầu tiên là nó cướp công pháp, tức là pháp nó vận hành thì mình cứ cho là tôi làm. Trên thực tế đó là tên tự động phổi tự thở, chứ không có tôi làm nào trong đó hết. Tôi cũng làm thì nó vẫn cứ làm. Cho nên đó là cái mà mình cho là tôi làm, cái đó là chỉ là ảo tưởng thôi. Rồi thứ hai đó là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp là sao? Tức là các pháp, ví dụ như thế này là mình ăn trộm pháp này. Cái này thì nó đỡ ngoài đó, tự nhiên cho mình lấy ra về cho mình. Mình là mình lấy trong trời đất này biết bao nhiêu thứ về cho mình. Thế là mình là dương vô ăn trộm pháp, cái bạn ngã. Còn nếu mà mình sống đúng với sự vận hành của pháp đó, tức là tùy theo cùng pháp đó, thì lại là thì là đúng, và vì mình sống đúng với sự vận hành. Còn nếu mình sống mà theo ý mình đó, rồi mình muốn cái này mình lấy cái này gọt cái kia đó, thì cái đó là ăn trộm pháp. Và thứ ba đó, là chọc gậy bên xe pháp, tức là cái sự vận hành của pháp nó đang điều hành điều hòa như vậy ấy, thì mình lại xem cái tư kiến tư dục của mình vào làm cho nó sai lệch đi. Mà chính cái sự sai lệch đó đang là phiền não khổ đau cho mình. Thế bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, một tiếng đồng hồ đó thì nó cũng từ đó tới đó là một tiếng đồng hồ. Nếu mà một tiếng đồng hồ á thì mặt trăng nó sẽ là đi được một vòng là bao nhiêu trong cái quỹ đạo mà chung quanh trái đất của mình đó, nó sẽ đi một vòng là bao nhiêu,
đó là sự còn sanh tự nhiên đó nè. Nhưng bây giờ trong một tiếng đồng hồ đó mà mình muốn thoát ra khỏi một cái gì đó thì mình thấy rất là lâu. Ví dụ như mình bệnh mà một tiếng đồng hồ thì mình thấy là mình là nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà ngược lại, mình đang có một cái niềm vui hạnh phúc nào đó thì một tiếng đồng hồ nó qua quá nhanh. Thì cái đó là do cái đồng hồ đó là đồng hồ tâm lý, cái loại đồng hồ thực. Cho nên đó là khi một cái bản ngã nó xem vào cái là nó làm sai lệch cái đồng hồ mà thực sự, cái thời gian thực sự mà lúc đó là cái thời gian mà do mình tạo ra, và cái thời gian do mình tạo ra đó đem lại cái thì vui, cái thì khổ, là cái đó toàn là những cái mà mình tự tạo ra cho nó không có thật. Do đó đó, bây giờ mình đơn giản đó là mình chỉ cần trở về tròn vẹn với mình từng khoảnh khắc, đi thì tròn vẹn mới đi, đứng nằm ngồi tròn vẹn mới đứng nằm ngồi, thở thì tròn vẹn mới thở, ăn thì tròn vẹn mới ăn, đó. Uống thì tròn vẹn mới uống. Làm bất kỳ cái gì trong đời sống của mình á, mà nếu thường đi tức là làm đi cũng rõ biết hết, thì cái đó chính là tinh tấn chánh niệm thực nhất. Thì cái điều đó đó mới giúp mình là khám phá ra được cái gia trung thủ bảo, tức là cái kho báu ở trong mỗi người. Tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ bài trò thường là con nhìn có hai vấn đề nhìn vấn đề giáo thường. Vấn đề thứ nhất thì con cần nghe Pháp Thường giảng là tùy duyên thì có tốt. Nhưng mà trong vấn đề này, cái cuộc sống ngày ấy, thì chẳng hạn như là con cái chẳng hạn, nhiều lúc là nó cứ làm lại với cái giải của bố mẹ. Mà con nghĩ rằng cái lời dạy đó thầy Hàn như bảo con là thiết học thì thiết học, và thì nhưng mà nó cứ vẫn không thiết học. Cái thứ hai đấy là bảo đó là tình huống nhân game thì nó vẫn cứ nhân game, thì đó là những vấn đề đại thể thế. Thì vấn đề này thì con nghĩ là tùy duyên thì cũng chưa đúng, nhưng mà để như là các cuộc sống gia đình có được hài hòa thì thái độ của bố mẹ đối với con cái trong vấn đề này như thế nào để cho nó đảm bảo được cuộc sống là nó được vận hành như là cho tốt. Đó là điều nhất. Điều thứ hai là có được tỉnh giáo hoặc thường ấy, thì trong cuộc sống thì con nghĩ nên là thầy giảng là học Phật tức là tu cái tâm như là thanh tịnh, như là đối với cảnh vật bên ngoài là vẫn giữ được cái tâm của mình. Nhưng mà dù sao trong cuộc sống chúng con là người đấy là người tham thương ở bên ngoài này, thì vẫn phải đối diện với những cái vấn đề nên tình cảnh của thuận cảnh. Thì khi đối diện với những cảnh của thuận cảnh thì có biện pháp nào để làm cho cái tâm nó vẫn bình thường không? Thì con thì thế ạ. Lúc đầu sao quên rồi. Con cái. Con cái thực ra mỗi chúng ta thấy như thế này, cái cây là nó tự mọc lên, nó từ kiếm cách nào đó để nó sống, nó mọc lên, nó lớn lên, rồi á nó rớt xuống một cái hạt, thì cây con á nó cũng là tự mọc lên, lớn lên. Cái mẹ nó bắt cái con phải thế này thế kia. Nhưng mà mình thường là muốn con mình nghe thế này. Cái sai đầu tiên đó là muốn con mình làm theo ý mình, nhưng mà ý mình chưa chắc là đúng. Mình có cái sai, với lại mình chưa hiểu được đó là mỗi đứa bé, mỗi đứa nhỏ sinh ra, mỗi người sinh ra
thì đều có một cái duyên nghiệp riêng. Cho nên đứa thì tính thế này, đứa thì tính thế kia, nó khác nhau hết á, không có ai giống nhau, không có đứa con nào giống nhau. Bây giờ một người mẹ sinh ra 2, 3, 4, 5, 6 đứa con gì đó, thì mỗi đứa một khác hết, không có đứa nào giống nhau hết á. Cho nên á, là mình phải trụ bình tĩnh sáng suốt để mà nhận định có đúng là đứa nào tính cách nó như thế nào. Có khi một đứa ham chơi á, một đứa mà ham chơi á, mà mình biết được cái tính chất đó mà mình lái nó là một cái trò chơi gì khác à, thì nó lại là phát triển tốt à. Có một câu chuyện như thế này, có một đứa bé đó nó bị tự kỷ, sinh ra nó bị tự kỷ. Thì một hôm á, cái người mẹ đó mới là đi ngoài đường, nó thấy có một con chó, một con chó đó nó ai bỏ đói nó không biết, cho nên nó gầy gòm á, thì cái bà nó bảo thương con chó, và mới đem con chó về nuôi. Thì từ khi mà đem con chó về nuôi á, thì cái con chó từ khi đó nó chơi với con chó, nó chăm sóc con chó, nó trở thành giống như bạn của con chó. Mà nó chơi một hồi á, tự nhiên nó không còn mình điều kiện nữa, mình vui chơi với con chó. Cho nên á, nhiều khi mình chưa biết đâu, mình chưa biết cái cách để mà hướng dẫn cho nó, hoặc là đưa cho nó một cái điều kiện gì đó mà để cho nó giúp cho nó phát triển theo cái hướng của nó, thì nó sẽ là trở nên tốt. Còn á, chuyện mà thường thường mình đó là muốn con mình học giỏi, muốn đưa vô trường chuyên, muốn con mình nó là phải giỏi hơn con người khác, thật ra là do cái bản ngã của mình thôi. Thế làm như vậy thì làm khổ cho con đó. Bắt nó phải học được chưa, bắt nó phải học thật giỏi, bắt như mình hành hạ nó. Có rất nhiều đứa vì như vậy mà nó bị thần kinh luôn, chịu không nổi. Cho nên nhiều khi ấy, cha mẹ chưa chắc đã hiểu được con, và con nó ví dụ như con nó ham chơi, chưa chắc là sai. Đứa con mà ham chơi đó, đứa đó nó sẽ sau này nó sẽ rất là người năng động. Và bạn thân thầy này, bạn thân thầy á, thầy ngộ ra một điều là môi trường chưa đúng với nó, môi trường chưa đúng với nó, tức là giống như người ta thường hay nói là không có đất dụng võ. Thầy hồi xưa thầy đi học á, là từ lớp 1 cho đến là trung học, tức là học trung học phổ thông, thì luôn là học rất là kém. Nhưng từ khi đi tu vô đó, thì cái lớp đầu tiên mà thầy học đó là hàm ưu. Vậy thì do sao? Là vì do cái căn cơ của thầy là đi tu thôi, nên cái gì mà nó cào rồi gì đó thì học rất là giỏi. Còn ở đời tôi học lớp 8 thì điều gì thì không thể học được, cho nên nhớ. vậy thì chưa chắc là học được đã là học. Chưa chắc học được đã là sao. Nhưng mình thấy con học được là mình đánh quá trời, có đâu được bắn phản rồi đủ thứ hết. Nhưng mà nhiều khi nó dở cái đó, nó có lý do cái khác. Thầy có kể cái chuyện là ở Đương Hòa có cái chị đó Phật tử ở trong chùa, thì chị có đứa con mà nó mới học lớp 8, lớp 9 gì đó rồi nó bỏ học. Thì ông thầy ông nói là mày mà bỏ học đó rồi sau này mày không có làm gì, không thấy người gì được hết đấy. Cha mẹ cũng nói vậy, mày mới chắc là học rồi. Nhưng mà nó là thích vẽ, nó thích vẽ, nó từ nó vẽ rồi nó đi, rồi nó tìm đòi nó vẽ, rồi nó mua màu về để nó pha, nó vẽ
rồi dần 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 đó là nó mở ra được cái chỗ để nó bám tên rồi bám màu vẽ và nó phát triển rất là tốt, đâu cần phải học nhiều. Quan trọng là nó đúng với cái tính cách của đứa con đó. Đứa con đó có thể là nó sẽ không, một đứa mình cho nó học lên tới tiến sĩ, tiến đắc nó đã là thành tài, nhưng mà một đứa học ra gì cả cuối cùng của nó lại là thành tài. Mà có một cái điều đặc biệt đó, người ta thống kê đó, người ta thấy thế này, những người mà xuất sắc là những người đó đều học giỏi. Những người xuất sắc là đều học giỏi, mà những người mà học giỏi đó, thì là không xuất sắc, chỉ làm việc bình thường như đó thì cũng không xuất sắc được. Mà làm đó, những cái nhân vật mà lớn trên thế giới đó, là đều là thuộc loại học rất là giỏi. Nên ra là cần phải cha mẹ cần phải bình tĩnh sáng suốt để mà giúp con. Nhưng mà cái giúp á, thầy có một phương pháp. Thầy có một cái cách giúp con bằng cách thế này: vừa tìm hiểu nó mà vừa hướng dẫn nó luôn, bằng cách là đặt câu hỏi là hay nhất. Tức là mình đặt câu hỏi để gợi ý cho nó suy nghĩ về cái hướng đó. Thì có thể là nó không biết cái hướng đó, mà bây giờ mình đặt câu hỏi cho nó thì tự nhiên nó phải suy nghĩ. Bây giờ nó đặt câu hỏi cái thì nó trả lời. Nó trả lời sai mình cũng đừng nói là con sai. Mình phải đặt tiếp câu hỏi để cho nó thấy nó sai. Chứ mình đừng có nói nó sai. Không có hiểu ý này nữa không? Tức là đặt câu hỏi để cho nó, để mình dẫn nó đến suy nghĩ về cái chuyện nào đó. Chúng tôi nó không có suy nghĩ về chuyện đó, mà bây giờ mình hướng dẫn cho nó bằng cách mình đặt một câu hỏi. Xong rồi nó trả lời mà mình thấy là nó trả lời chưa được đó. Có một phần đúng nhưng mà có một phần sai đó. Thì lúc đó mình cái phần đúng là mình khen, còn cái phần sai đó, thì mình lại cũng nói là con sai, mà mình đặt thêm một câu hỏi nữa để cho nó tự nhận ra là nó sai. Đó là cách rất là hay. Và bình thường đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn, đó là con mà nó dở hay là coi như mình mạt sát nó, đánh đập nó hay mắng chửi nó, hoặc là gặp ai chú bác bà con gì tới cũng nói tới thằng này, cái thằng ngu nghịch, thằng này cũng ra gì. Thành ra là nó coi như là dập nó xuống bù luôn. Nó dở gì thì dở, cho nên mình còn có cái hay là mình phải biết khen cái hay. Khen cái hay để cho nó phát huy cái hay cái đã. Nếu nó phát huy cái hay được thì tự nhiên bây giờ nó sẽ tốt với nó. Cho mình là cứ cái hay là mình cho qua. Cái gì hay mình cho qua. Mà dơ một cái là mình la mắng đủ thứ. Cái đó là cực kỳ sai lầm, cho nên cha mẹ cần phải bình tĩnh sáng suốt để mà lắng nghe, quan sát, hiểu rõ con gái mình đi thế nào, để giúp nó thôi. Chứ còn mình cũng phải bắt nó theo cái hướng của mình, mà giúp cho nó từ thấy ra được cái hướng của nó, từ phát huy được cái hướng tốt của nó. Còn cái thứ hai là cái gì quên rồi. Dạ thưa, đó là lúc gặp nhìn cảnh ấy là thuần cảm thưa thầy. Lúc gặp thuần cảm ấy là nhìn cảnh ấy, thì làm sao để giữ được cái tâm luôn mà gọi là bình tĩnh sản xuất trong lành ấy? Rất dễ, tại vì mình đặt cho nó là nhìn cảnh. Mình đặt cái đó thì cảm cho mình là ta, mình gọi nó là thuần cảnh. Tôi nói là
cảnh khổ là nấc ta than cho bậc ân tài, là kho tàng cho những người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu. Vậy tại sao mình lại cho cái cảnh khổ đó là nghịch cảnh? Nghịch cảnh là nấc thay cho bậc ân tài, cho nên lẽ ra mình buồn phiền đau khổ vì đó thì mình cảm ơn nó, cảm ơn cái nghịch cảnh. Bởi vì có nghịch cảnh làm sao mà mình phát huy được cái trí tuệ và đạo đức của mình? Nhờ cái nghịch cảnh mình mới phát huy được trí tuệ và đạo đức nhé. Ví dụ như giờ mình nói cái gì cái ai cũng nói cái rồi hay quá đúng quá, nói cái gì người ta nói hay quá đúng quá, cái mình thấy cái sai của mình. Bây giờ mình nói cái người ta nói chỉ ra được cái sai của mình là hay quá, cái nghịch cảnh gì thì như vậy là nghịch cảnh, cái đó là nghịch cảnh. Họ nói ngược lại mình, nhưng mà nhờ vậy mà mình này thấy ra được một mặt khác, như vậy đó là thuận cảnh. Do đó đừng có bao giờ xem cái gì là thuận cảnh cả, nghịch cảnh cả, tất cả đều là thuận cảnh, không có cái gì là nghịch cảnh. Bất kỳ cái gì thì trên đời đến với mình đều giúp mình phát huy trí tuệ và đạo đức đó. Cho nên mình nên cảm ơn tất cả mọi điều. Trong cuộc đời của thầy thì gặp rất nhiều nghịch cảnh, và khi mà thầy thấu suốt được đạo đó là nhờ những nghịch cảnh đó hơn là những thuận cảnh. Thuận cảnh đó mình bị hưởng thôi, nhưng mình đâu có được cái gì đâu. Chính cái nghịch cảnh đó mới là giúp mình phát huy được cái trí tuệ của đạo đức. Cho nên đừng có xem cái gì là nghịch cảnh cả, tất cả đều là những cái điều kiện để giúp mình phát huy tốt đẹp, để mình hoàn thiện chính mình. Còn khi lên cao tà, bắt được ạ. Dạ. Rồi còn câu hỏi nữa. Tại vì bây giờ đấy, hết giờ rồi nhưng mà có thể thêm câu hỏi. Dạ, kính bạch hoa thường thì gần đây con có tham dự một khóa thiền. Thì con nhớ là sư cô bảo là tình khẩu thì là chảy ngữ. Thế thành là con nghe và con hiểu thì ở gia đình thì nhiều lúc mình với người thân thì có cái sự khắc khẩu. Thì con hiểu là mình ít nói hơn, còn mình chỉ đang hành động thôi. Thành ra là cái giáo tiếng nó ít hơn đấy à, mà mình chỉ hành động thôi. Thì không biết là con hiểu và áp dụng như vậy có đúng không? Và nếu mà không đúng thì thầy có thể cho con một cái lời khuyên về cái cách làm đúng không? Con cảm ơn. Tất cả các cái pháp tu, pháp tu tức là một cái phương pháp nào đó để tu thì đều nó có tính chất là đối trị. Mà hệ có tính chất đối trị ấy, thì nó chỉ đúng trong trường hợp nào đó thôi. Ví dụ như thế này, cái thuốc aspirin thì nó sẽ đúng trong cái trường hợp là mình trong nhiệt độ trong mình cao làm cho mình bị nhức đầu chẳng hạn, mình uống vô cái nhiệt độ nó hạ xuống nên là nó hết nhức đầu chẳng hạn. Nhưng mà không phải là khi nào cũng uống nó được. Cho nên đó, ví dụ như là tình khóc thì nó sẽ đúng cho những người mà hay nói lung tung đủ thứ thì người đó tình khóc là tốt nhất đó. Còn nếu một cái người mà nói tốt, nói đúng, nói hay, bắt cô giáo mà đi dạy mà tình khóc thì thôi nó sao vậy. Cho nên đó là không phải là tình khẩu mà là cái lời nói đúng tốt là chánh ngữ. Còn tình khẩu hay là không tình khẩu á, người ta nói tùy theo trường hợp. Nếu mà ăn nói bừa bãi á thì tình khẩu là đúng. Còn nếu mà ăn nói tốt á thì mình nên nói chứ sao tình khẩu được. Rồi có cần thêm không? Dạ thưa thầy, có một
chúng con có nhận được một câu hỏi của một cô Phật tử. Kính bạch Hòa thượng, con kính chúc Hòa thượng nhiều sức khỏe. Cho con hỏi, người đời khi nhập quan thì hô ba hồn bảy vía nhập xác, còn đạo Phật thì có làm không ạ? Con kính tri ân Hòa thượng. Ba hồn bảy vía nhập xác là cái nào người không tính á? Cái người người đã không tính á thì nên bao nhiêu? Ba hồn bảy vía nhập xác thì tết rồi, ba hồn bảy vía nhập xác thì nên. Cái người mà chết á, hay là cái người mình gọi là thân ngoài màn chung thì tốt nhất là để cho người ta siêu thoát cái cầu mà nhập xác làm gì. Nhập xác tức là khi nào mà muốn sống lại cái nhập xác, cái đó là một cái tục lệ không đúng. Cái đó có thể là một cái hủ tục. Cũng như là có một lần thầy đi về một trong ta thì cái nhà đó là khi đưa đám tang xuống rồi mới là để cái quan tài xuống dưới cái mộ rồi lấp lại cái đàng hoàng. Xong rồi á, thầy ngạc nhiên là có một vị thầy, chắc là thầy cúng, giật một con gà, kéo một con gà đi quanh cái mộ, cái tu hành gì mà đem trói con gà lại một cái quanh cái mộ. Hỏi thầy làm gì để nói rằng là để mà hướng dẫn cái linh hồn của cái người chết, linh hồn người chết đập vô trong con gà để rồi hướng dẫn cái đó. Cái điều đó mà làm được cái nào, cái chuyện sai lầm lớn nhất là cột con gà mà kéo. Và cái thứ hai là thầy nào mà để nghe con gà mà để mà hướng dẫn cái hồn của cái người chết được. Cái hồn người chết á mà hướng dẫn tốt nhất á là cái tâm lực và phước lực của mình thì mai ra mình có thể trợ lực cho cái người chết được. Cái tâm lực và phước lực là thế nào, nó cũng giống như bây giờ thế này. Mình có một người đó đi du học nhưng mà nó cứ điền trình ở nhà, nó muốn đi bây giờ đi qua bên kia thì một mình không biết là bên đó là sao, cho nên nó là cứ là do dự cũng muốn đi thì cha mẹ mới khuyến khích rồi này kia. Thì cái mà mình mà hỗ trợ cái tâm lực và phước lực nó cũng như vậy, tức là mình khuyến khích mình làm sao để cho cái người đó đi cho nhanh. Cái người mà chết á là mình phải giúp họ làm sao mà đi cho nhanh để họ sớm thoát ra khỏi cái xác, cũng như là thoát ra khỏi cái cảnh giới khổ. Cho nên là đi níu kéo lại là một đường sai lầm. Cho nên là cái đó là chắc nghe là nó chứ còn không phải là là kêu hồn mà nhập mộ gì đó. Kêu hồn người ta để giúp cho siêu pháp thì mình nên kêu hồn nhập mộ, vô trong mộ hoặc là vô trong xác, là cái đó là một cái sai lầm. Mình đó là có một cái quan niệm sai lầm về mồ mả. Mình có quan niệm sai lầm về mồ mả. Xây một cái mồ thật tốt, thật đẹp. Cái đó thì trường hợp ví dụ như là những cái người mà ân nhân, những cái bậc mà thì đó mình mới xây lăng mộ để mà mình tưởng nhớ cái công đức. Còn cái người chết á, thực ra là để cho họ siêu thoát, sống chừng nào thì tốt chừng đó. Mình lại là xây một cái mộ thật tốt để bắt thân nhân của mình đó là ma dữ mộ, là ma dữ mộ. Cứ ở đó mà giữ cái bồ hoài ở đây không muốn chưa bắt được. Cho nên đó là nhiều khi con cái mà nói là báo hiếu bằng cách là mà làm cái mộ thật lớn mà báo hiếu đó là sai lầm. Mà nên thiêu, rồi thiêu xong rồi đó là
đại cốt nó ra ngoài sau ngồi biển đó, hoặc là những đại dưới gốc cây gốc đồi gì đó để cho tốt cái cây. Còn á mình phải hồi hướng phước báo cho cái người thân nhân của mình thôi, để cho mình đi mau siêu thoát. Cho mình cũng nên là làm bồ làm bạn, thay vì cái tiền làm bồ làm bạn đó đi làm những việc từ thiện để mới hồi hướng cái phước báo đó đến cho cái người quá vã thì nó tốt hơn rất nhiều. Mình là đi đốt vàng mã này rồi làm bồ này, những cái đó nó cũng kém vô ích, coi như đem tiền đốt á. Thay vì cái đó mình đem làm từ thiện hay làm những việc gì tốt đẹp đó, thì cái đó nó có lợi ích. Thì cái đó đó mình làm được, cái đó gọi là tạo được một cái phước lực, và mình với cái tâm lực của mình hồi hướng cái phước lực đó đến cho người qua bạn, thì người qua bạn mới là siêu thoát, và siêu thoát càng sớm càng tốt, chứ đừng có níu kéo lại.